Rồi, ngày hôm Ừ. nay có ai đặt câu hỏi gì không thì chú sẽ trả lời câu hỏi nha. Dạ có, hôm nay con có mấy câu hỏi từ khán giả. Giờ con đọc nha. Rồi. Câu hỏi đầu tiên là khi bé bị sốt, có đợt cháu truyền xong bé ra mồ hôi và hạ nhiệt rất nhanh, nhưng kỳ này bé bị sốt xuất huyết. Cháu truyền bé có hạ nhưng nhiệt độ lại tăng rất nhanh, chỉ được hơn một tiếng. Vậy cháu truyền tiếp khi nhiệt độ lên cao giữa khoảng thời gian rất ngắn như vậy được không ạ? Câu trả lời là được, trong những trường hợp mà mình hỗ trợ chữa lành rồi thì mình sẽ có thể trong một cái khoảng thời gian nào đó mà nhiệt độ lại tăng thì chúng ta có thể hỗ trợ một lần theo cái 1 phút 30 giây, cũng có nghĩa là trong cái sự khẩn cấp đó, thì bé nó sẽ cái nhiệt độ nó sẽ xuống trở lại. Rồi, cho dịch cho các bạn nghe không? Yeah. So I just asked Mr. Lee, when the baby has a fever and receives the energy, she or he starts to sweat and the temperature drops quickly. One time when she had a dengue fever and I tried to heal her, however, the temperature dropped, then rose unexpectedly within an hour. Can she continue to receive the energy despite the fact that the temperature rises quickly within a short amount of time? And he said, yes. Within this case, continue to sending out the energy. If the temperatures rises, then start to heal within 1 minute and 30 seconds. Then the conditions will come back to normal. À, tiếp.